đình đi chiếc xe máy 5 người. Bye bye. Cho ông quen. Dạ. Tao mà anh trời. Dạ. Tao đâu cũng ai. Hôm nay là 29. Chợ Kia Me nè. Đâu nè, cũng đốt nè. Nhóm tay mới. Hoa cung mang ngày 30. Đây bánh mì thịt của anh Tân nha. Rồi bây giờ tay em nha. Thấy nhuyễn chưa? Ở chợ Kia Me nha bà con. Bữa nay đi quay chợ Kia Me coi. Nào quay mặt lại hai. Chào các bạn, chào các nhà, vui vẻ. Được chưa? Rồi. Cho anh gửi xe đó nha. Đi quay vòng á. Mà cái nón sụp sụp như sao biến ra trời. Đau quá, nó cáo rồi khỏi quay. Ở đây thì đồng bào người Khmer nhiều. Là một con bông để cúng. Đẹp quá vậy ta. Chợ Kia Me ngày 29 Tết nha bà con. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Cá lóc này chắc sẽ khô. Rai kê bây giờ mấy rai dương bây giờ mấy rai kê nó rai chém nó các bạn coi rồi hình rồi chứ quên biết mình bắp cung tấm đồ Tết rồi. Mẹ, đi đâu vậy?
có chọn. Mấy cái đủ máu hết. Chọn đó. Nào thì anh vô mặt, thủy vô mặt. Ở đâu? Thành phố. Có mới chấp đầu thắng. Đào xa tính sạch. Thành sạch nha. Rồi này ông ghế là ghế là sao chỗ không? Lần đấy. Bữa nay Tết đông vui. Có con nhộng nữa. Mấy hôm nay đi ngoài đường đã thấy bà con đeo khẩu trang nhiều quá, tại vì dịch Covid ở Sài Gòn nó bùng phát. Bà con phải cẩn thận, chúng ta đi ngoài đường bây giờ không phải mặc khẩu trang. Tôi thì cứ quên hoài. Này cháo lòng heo. Trong này là chỗ bán đồ ăn. Bánh canh nè. Ở nhà đang xào hủ tiếu rồi. Chợ hoa nhỏ nhỏ đây. Mày ở thôi nha. Kia là huệ để cúng, cúng 30. Cho tôi mượn máy đây. Rồi.